báo, 5 sai lầm ăn dưa hấu cực độc, tránh ngay, kẻo càng ăn càng rước bệnh, thọ non. Chào mừng quý vị cô bác đã quay trở lại với kênh truyền hình sức khỏe. Cô bác thân mến, dưa hấu là loại quả ngọt, nhiều nước, được nhiều người ưa thích dùng để giải khát vào những ngày hè nóng bức. Tuy nhiên, nhiều người đã lạm dụng và sử dụng dưa hấu một cách sai lầm, nên đã vô tình gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe của mình mà không hay. Vậy đó là sai lầm gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Sai lầm đầu tiên đó là ăn quá nhiều dưa hấu cùng một lúc. Trong thành phần dinh dưỡng của dưa hấu rất giàu các loại chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, những chất này nếu được tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra các vấn đề như: thứ nhất, gây rối loạn tiêu hóa. Dưa hấu có hương vị rất là thơm ngon, giá lại không đắt nên thường bị ăn quá nhiều. Hành động này có thể khiến cho quý vị chúng ta bị trướng bụng, đầy hơi, chán ăn, đi tả do tỳ vị bị tổn hại. Bởi dưa hấu là thực phẩm sống, nguội, nếu ăn quá nhiều sẽ dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Do đó, những người lớn tuổi có đường ruột yếu kém do tuổi tác hay bệnh lý không nên ăn dưa hấu đâu ạ. 2. Hại dạ dày. Dưa hấu chứa nhiều nước, có tác dụng lợi tiểu. Khi ăn nhiều dưa hấu sẽ khiến cho hệ bài tiết nước tiểu tăng, làm mất đi lượng nước cần thiết, khiến các vết loét khó được phục hồi. Vì vậy, khi ăn nhiều dưa hấu sẽ khiến cho bệnh viêm loét kéo dài và lâu khỏi. Thứ ba, gây căng thẳng. Thực tế thì oxit nitric, một loại oxit có tác dụng như thư giãn cơ thể, có thể trong dưa hấu sẽ khiến cho quý vị chúng ta cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn khi căng thẳng. Nhưng nếu mà chúng ta sử dụng quá mức thì chính nó lại khiến cơ thể của cô bác cảm thấy bị căng thẳng hơn gấp nhiều lần. Thứ tư, gây giảm huyết áp. Dưa hấu có tác dụng hạ huyết áp, vì vậy nó rất tốt cho người bị cao huyết áp. Nhưng nếu ăn quá nhiều, huyết áp hạ quá mức lại cũng là một mối lo lớn tới sức khỏe của chúng ta. Ngoài ra, còn gây đầy hơi, buồn nôn, đau tim, tổn thương thận nữa đấy ạ. Chính vì vậy, cô bác nên ăn dưa hấu vừa phải thôi, tránh ăn quá nhiều. Thông thường, mỗi người chỉ nên ăn từ 100 đến 150g đường dưa hấu trong một ngày, tức không quá 500g. Sai lầm thứ hai đó là chúng ta ăn dưa hấu vào buổi tối ạ. Tôi để ý thấy rằng có rất là nhiều gia đình thường xuyên chọn dưa hấu làm món tráng miệng cho bữa tối, bởi vì dưa hấu rất là giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe, cô bác cần ghi nhớ là chúng ta không nên ăn dưa hấu vào buổi tối ngay trước khi đi ngủ đâu nhé, vì điều này rất là ảnh hưởng đến sức khỏe đó cô bác ạ. Các chuyên gia dinh dưỡng thì khuyến cáo chúng ta không nên ăn dưa hấu vào buổi tối ngay trước khi đi ngủ. Điều này là bởi vì ở dưa hấu thì có tính axit nhẹ và nếu chúng ta ăn vào ban đêm có thể làm trì hoãn quá trình tiêu hóa cơ thể, không thể hoạt động. Thời điểm tốt nhất để ăn dưa hấu là khoảng 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều khi mà tốc độ tiêu hóa cao và cơ thể của chúng ta hoạt động tích cực. Ăn dưa hấu vào ban đêm còn dễ gặp phải hội chứng ruột kích thích và các vấn đề khó chịu ở dạ dày vào sáng hôm sau. Dưa hấu có một tỷ lệ lớn đường tự nhiên có khả năng thúc đẩy tăng cân trong một số các trường hợp nếu ăn vào ban đêm. Ngoài ra, dưa hấu có chứa nhiều nước có thể dẫn đến việc đi vệ sinh thường xuyên trong đêm, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, khiến cho quý vị chúng ta mất giấc. Khi mà cô bác ngủ ít và bị gián đoạn, khiến nguy cơ bệnh cao hơn và gần như là ai cũng cảm thấy cáu kỉnh sau một đêm mất ngủ, ngay cả với các tình huống hàng ngày. Chính vì vậy, để đảm bảo có một giấc ngủ ngon, quý vị cô bác không nên ăn dưa hấu vào buổi tối đâu đấy nhé. Sai lầm thứ ba quý vị cần lưu ý khi ăn dưa hấu đó là chúng ta sử dụng dưa hấu lạnh. Xin hỏi quý vị ở đây, có ai chúng ta có sở thích ăn đồ mát lạnh không ạ? Nếu có thì hãy bình luận là số 3 ở dưới video này nhé. Trên thực tế thì nhiều người thích để dưa hấu trong tủ lạnh để ăn cho mát phải không ạ? Tuy nhiên, dưa hấu thì có tính lạnh nên để trong tủ lạnh quá lâu sẽ càng làm tăng độ lạnh hơn. Nếu như chúng ta ăn thực phẩm quá lạnh thì các cơ quan tiêu hóa sẽ bị kích thích đột ngột ạ. Nó dễ xảy ra hiện tượng co bóp, chuột rút, gây đau dạ dày. Hơn nữa thì dưa hấu mà để lạnh quá lâu cũng sẽ giảm đi phần nào các chất dinh dưỡng. Và theo các chuyên gia,
Dạ dày thích đồ ấm chứ không hề thích đồ lạnh, nguội một chút nào đâu ạ. Và thận thì cũng thích đồ ấm và không thích hàn lạnh. Đồ ăn lạnh thì dễ làm tổn hại cho dạ dày. Trong khi đó thì khí huyết cơ thể, dinh dưỡng, ngũ cốc đều phải nhờ vào tỳ vị hấp thu và chuyển hóa. Nhờ thận giải độc cho nên phải bảo vệ tốt tỳ vị và thận của mình bằng cách không nên ăn đồ ăn lạnh cô bác nhé. Thay vì chúng ta ăn dưa hấu lạnh để giải khát thì cô bác có thể uống loại nước khác trước khi đi ngủ như là trà hoa cúc hay là trà thảo mộc, có thể là một trợ thủ tuyệt vời cho giấc ngủ của chúng ta bởi vì nó sẽ giúp cho cơ thể của cô bác chúng ta thư giãn hơn sau một ngày làm việc vất vả. Cô bác có thể uống một cốc trà hoa cúc nhỏ 1 giờ trước khi chúng ta lên giường đi ngủ, cùng khoảng thời gian cô bác tắt điện thoại và tận hưởng làn nước trà ấm áp, nhẹ nhàng và từ từ di chuyển khắp cơ thể, giúp cho cô bác chúng ta thư giãn từ ngón chân đến đỉnh đầu đấy ạ. Và một sai lầm nữa mà chúng tôi muốn quý vị hãy lưu ý khi mà chúng ta ăn dưa hấu, đó là chúng ta bỏ hạt khi ăn. Thưa quý vị thân mến, khi ăn dưa hấu, mọi người thường có thói quen vứt bỏ hạt đi đúng không nào? Vì nghĩ chúng chả có chất dinh dưỡng gì cả, lại rất là cứng, khó nhai nên không tốt với dạ dày và hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, sau khi nghe video này, cô bác sẽ phải suy nghĩ và giữ lại những hạt dưa hấu tưởng chừng như vô dụng này đấy ạ. Hạt dưa hấu thì giàu chất xơ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Từ đó thì giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động bình thường, đào thải các loại ký sinh trùng trong ruột, cũng như góp phần cải thiện bệnh viêm gan và viêm nhiễm trong cơ thể chúng ta. Hạt dưa hấu thì còn chứa chất citrulline, một hoạt động tương tự như là chất chống oxy hóa, tiêu diệt các gốc tự do, ngăn ngừa một số bệnh và sự lây lan của các tế bào xấu tới các bộ phận khác trong cơ thể. Không những thế, nam giới mắc bệnh rối loạn chức năng cương dương cũng nên sử dụng thường xuyên hạt dưa hấu này. Cô bác sẽ ngạc nhiên hơn khi mà biết hạt dưa hấu có thể hỗ trợ bệnh thận và đường tiết niệu. Sử dụng trà hạt dưa hấu tươi có thể đào thải sỏi và các hạt ở cát ở trong thận đấy ạ. Ngoài ra thì theo các nhà khoa học, 100g hạt dưa hấu cung cấp tới 139% nguồn magie thiết yếu cho cơ thể chúng ta. Vì rất là giàu khoáng chất này, hạt dưa hấu có thể bảo vệ tim và giúp hoạt động bình thường hơn. Sai lầm thứ 5, chúng ta không nên ăn dưa hấu đã bổ quá lâu. Khi mà bổ dưa hấu mà để lâu thì không những khiến cho dưa hấu mất đi mùi vị, mất chất mà có thể bị nhiễm khuẩn khi mà để bên ngoài quá lâu. Không còn lớp vỏ bảo quản, nếu ăn dưa hấu đã bổ để bên ngoài quá lâu sẽ khiến cho quý vị dễ bị ngộ độc, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của mình đấy cô bác ạ. Sau đây là một số trường hợp điển hình. Mới đây thì một người đàn ông 70 tuổi ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc phải nhập viện sau 2 tiếng vì bị đau bụng dữ dội sau khi ăn dưa hấu để qua đêm trong tủ lạnh. Khi nhập viện, các bác sĩ xác định rằng bệnh nhân bị hoại tử phù nề và xung huyết 70cm ruột non buộc phải cắt bỏ. Tìm hiểu tiền sử ăn uống của bệnh nhân, cả gia đình mới vỡ lẽ nguyên nhân là do miếng dưa hấu được bảo quản qua đêm trong tủ lạnh không đúng cách đã bị nhiễm khuẩn, gia đình họ đã đặt thẳng miếng dưa hấu đã cắt vào trong tủ mà không hề bọc lại, nên khi bệnh nhân ăn vào đã gây ra hiện tượng viêm ruột, hoại tử, xuất huyết cấp tính. Bởi vì khi ăn phải, vi khuẩn trong dưa hấu lập tức phá hủy lớp màng nhầy của hệ tiêu hóa như là dạ dày, ruột non. Nặng hơn nữa, vi khuẩn đã xâm nhập vào trong máu, gây và dẫn đến nhiễm trùng huyết hoặc là sốc nhiễm trùng. Thế nên, thưa quý vị cô bác thân mến, các chuyên gia đã khuyến cáo chúng ta rằng dưa hấu sau khi được bổ ra thì chúng ta nên ăn hết trong vòng 12 tiếng đồng hồ thôi ạ. Trong trường hợp phải để qua đêm thì chúng ta phải biết bảo quản dưa hấu đúng cách, tránh để vi khuẩn xâm nhập vào gây ngộ độc như trường hợp trên cô bác nhé. Và đặc biệt, những người sau đây chúng ta không nên ăn dưa hấu. Thứ nhất là những người bị rối loạn tiêu hóa. Những người mà đang mắc tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa thì chúng ta không nên ăn dưa hấu, sẽ làm cho bệnh tình tăng nặng. Do dưa hấu thì có tính hàn, không tốt cho sức khỏe của cô bác một chút nào cả. Những người bệnh mắc bệnh tim thì chúng ta cũng hạn chế, bởi vì dưa hấu thì lại có tính hàn, lại chứa nhiều đường nên cũng không tốt cho những người mắc bệnh tim. Nguyên nhân là bởi vì
Ở dưa hấu thì có nhiều kali, khi ăn vào thì nó sẽ làm rối loạn nhịp tim và hệ thần kinh trung tâm, gây ra những cơn đau tim đột ngột và bất ngờ. Người mắc bệnh gan và bệnh thận cũng lưu ý khi sử dụng dưa hấu. Khi ăn nhiều dưa hấu thì lượng nước vào trong cơ thể nhiều, khiến cho thận của chúng ta phải hoạt động với một tần suất cao. Điều này thì dễ gây ra tổn thương thận và dẫn đến các bệnh về thận. Ngoài ra thì trong dưa hấu còn làm giảm lượng đường ở trong máu khi ăn quá nhiều. Điều này sẽ làm rối loạn việc sản xuất insulin, gây hại đến gan, thận của cô bác. Hãy nhớ kỹ quý vị nhé! Cô bác thân mến, có thể thấy rằng xung quanh ta thì có rất là nhiều thực phẩm dinh dưỡng, nhưng nếu chúng ta không dùng đúng cách sẽ rất là lợi bất cập hại đó ạ. Tương tự như những sai lầm dưa hấu kể trên, chúng ta còn có rất nhiều những sai lầm khi mà ăn uống vô tình mắc phải hàng ngày mà không hề hay biết. Tiếp theo chương trình, sau đây chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị cô bác một loại củ được nhân gian từ xa xưa coi là một thần dược đối với sức khỏe, đó là củ gừng. Về công dụng của gừng thì phải nói là nhiều vô kể và chúng tôi cũng đã đề cập ở những video trước đó. Tuy nhiên, cái gì thì cũng có hai mặt của nó cô bác ạ. Nếu dùng không đúng cách sẽ lợi bất cập hại vô cùng. Sau đây là 4 loại thực phẩm cấm kỵ với gừng, ai cũng nên biết mà tránh xa, kẻo rước họa vào thân. Loại thứ nhất đó là thịt chó. Tôi để ý thấy rằng hầu hết mọi người khi mà chế biến thịt chó thì đều cho gừng vào để làm gia vị khử đi mùi hôi của thịt chó phải không nào? Tuy nhiên đối với hành động này, theo các chuyên gia về sức khỏe, đây lại là một đại kỵ nguy hại đến sức khỏe. Bởi đó là thịt chó thì có tính nóng, trong khi gừng thì lại có tính ấm. Khi nấu chung hai loại thực phẩm này, cơ thể sẽ chịu một lượng nhiệt lớn, dẫn đến hiện tượng cơ thể bị dư thừa nhiệt, gây ra các triệu chứng như là nóng trong, nổi mụn nhọt, táo bón, thậm chí là chảy máu cam quý vị ạ. Không chỉ vậy, sự nấu chung giữa gừng và thịt chó còn có thể gây ra những tác động tiêu cực đến hệ tiêu hóa, bởi gừng thì có tính kích thích làm tăng tiết axit dạ dày, trong khi thịt chó thì lại rất là khó tiêu. Vì vậy, việc ăn hai loại thực phẩm này cùng một lúc có thể dẫn đến các triệu chứng như là đầy bụng, khó tiêu, thậm chí là gây viêm loét dạ dày. Vì vậy, chúng ta nên làm gì để tránh những hậu quả không mong muốn này? Lời khuyên tốt nhất đó là chúng ta không nên ăn gừng và thịt chó cùng lúc với nhau. Nếu vừa ăn thịt chó thì hãy đợi ít nhất 2 tiếng sau chúng ta mới sử dụng gừng, cô bác nhớ nhé. Ngoài ra thì vào mùa hè nóng bức như thế này cũng nên hạn chế ăn thịt chó thôi để tránh tình trạng quá nóng trong cơ thể của quý vị ạ. Thực phẩm thứ hai chúng tôi khuyên quý vị chúng ta nên lưu ý khi sử dụng trong mùa hè này đó là thực phẩm cay nóng. Theo chuyên gia về sức khỏe, gừng là một gia vị quen thuộc trong gian bếp Việt, được biết đến với nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như là giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm đau nhức, tăng cường hệ miễn dịch. Tuy nhiên thì gừng có tính nóng, do đó thì việc nấu chung gừng với các thực phẩm cay nóng khác như là ớt, tiêu có thể gây ra một số các tác hại nhất định. Cụ thể khi nấu chung hai thực phẩm này có thể dẫn đến tình trạng nóng trong người, gây ra các triệu chứng như là nóng trong biểu hiện rằng các triệu chứng như nổi mụn nhọt, táo bón, miệng lưỡi khô rát, hôi miệng. Ngoài ra, gừng và các thực phẩm cay nóng đều có khả năng kích thích dạ dày, tăng tiết axit dịch vị. Sau đó, khi kết hợp hai loại thực phẩm này có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như là gây ợ nóng, trào ngược axit dạ dày, đầy bụng, khó tiêu. Hơn nữa, gừng và ớt thì đều có thể làm tăng huyết áp. Do đó thì những người có vấn đề về huyết áp cao, chúng ta nên hạn chế kết hợp hai loại thực phẩm này với nhau. Đặc biệt, gừng và ớt có thể kích thích hệ thần kinh, gây khó ngủ và làm tăng gánh nặng cho gan và thận. Do đó thì để đảm bảo sức khỏe, tốt nhất là quý vị chúng ta nên hạn chế nấu chung gừng với các thực phẩm cay nóng khác như là ớt, tiêu. Nếu như bạn muốn sử dụng gừng để tăng cường sức khỏe, hãy sử dụng gừng một cách vừa phải thôi và dùng chung với các thực phẩm có tính mát khác như là chúng ta dùng chung với rau xanh và trái cây, v.v. Bên cạnh đó thì bạn cũng nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước khi chúng ta sử dụng gừng. Nếu như các bạn đang gặp các vấn đề về sức khỏe như là bị huyết áp cao, bệnh tim mạch, bệnh gan thận. Thực phẩm thứ ba đó là thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ.
Mặc dù gừng được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là khả năng hỗ trợ tiêu hóa, tuy nhiên theo các chuyên gia về sức khỏe, khi mà cô bác chế biến gừng với thực phẩm nhiều dầu mỡ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi chất béo ở trong thực phẩm, ở dầu mỡ vốn đã khó tiêu hóa hơn so với các loại thực phẩm khác, nên khi ăn chung với gừng, tính nóng của gừng có thể làm tăng gánh nặng cho gan và dạ dày, dẫn đến tình trạng khó tiêu, đầy hơi và cảm giác nặng nề sau khi chúng ta ăn đó quý vị ạ. Ngoài ra, gừng thì có thể kích thích tiết dịch vị dạ dày, trong khi thực phẩm nhiều dầu mỡ lại làm chậm quá trình tiêu hóa. Điều này có thể được dẫn đến tình trạng trào ngược axit, ợ nóng và khó chịu quý vị ạ. Do đó, để đảm bảo sức khỏe, tốt nhất cô bác nên hạn chế ăn chung gừng với thực phẩm nhiều dầu mỡ khác. Thay vào đó thì khi bạn thấy gừng có rất nhiều công dụng, nếu bạn muốn sử dụng gừng để hỗ trợ tiêu hóa sau khi ăn đồ nhiều dầu mỡ, chúng ta hãy sử dụng gừng ở dạng trà gừng ấm hoặc là ăn một ít gừng tươi sau bữa ăn, cô bác nhé. Tuy nhiên, cô bác nên sử dụng gừng tươi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không nên sử dụng gừng đã bị mốc, thối rữa và đặc biệt hơn nữa là cô bác nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng gừng. Và nếu như bạn đang có các vấn đề về sức khỏe như chúng ta bị sỏi mật, viêm loét dạ dày tá tràng, hãy sử dụng gừng một cách thông minh để bảo vệ sức khỏe và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh của mình cô bác nhé. Thứ tư, một loại thịt mà chúng tôi muốn quý vị phải lưu ý và ghi vào sổ tay của mình khi sử dụng đó là thịt ngựa. Tôi để ý là có không ít cô bác thường lấy gừng băm nhuyễn ra ướp với thịt ngựa để khử đi mùi hôi của ngựa phải không nào? Nếu có thì cô bác hãy bình luận xuống bên dưới để chúng tôi cùng biết với nhé. Nhưng mà thưa quý vị, theo lương y Bùi Đắc Sáng cho hay, mặc dù thịt ngựa có một hàm lượng dinh dưỡng rất là dồi dào, rất là tốt cho sức khỏe, nhưng do loại thịt này có tính nóng, nếu mà nấu chung với vị cay của gừng, nó sẽ gây ảnh hưởng đến tuyến tụy và gây viêm. Nhiều người còn bị ngộ độc cấp tính với các triệu chứng khi mà sử dụng gừng với thịt ngựa cô bác ạ, như là bị hoa mắt này, chóng mặt, buồn nôn sau khi ăn thịt ngựa với gừng. Bên cạnh đó thì dân gian còn truyền tai nhau rằng ăn thịt ngựa với gừng sẽ gây ho, không hề tốt cho hệ hô hấp. Mặc dù chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh, nhưng mà đợt trước thì bản thân tôi từng đã bị ho nặng hơn sau khi mà ăn gừng với thịt ngựa quý vị ạ. Vậy mới nói có kiêng thì có lành phải không nào quý cô bác? Không, chúng ta cũng không nên chủ quan trong việc ăn uống đâu ạ. Bên cạnh đó thì còn một vấn đề nữa cũng không nên xem thường, đó chính là thân tâm ở bên trong của quý vị. Phải luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc thì mới có thể có nhiều sức khỏe được. Theo các chuyên gia về sức khỏe và tâm lý, cũng đã đề cập đến tinh thần sảng khoái chính là một yếu tố quan trọng giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn. Tinh thần và cơ thể có liên quan chặt chẽ với nhau, bởi vậy sức khỏe, tinh thần có tác động đến các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Cuộc sống không thể nào tránh được những lần không như ý hay những đau khổ, nhưng mà cô bác cần hiểu rằng những suy nghĩ tiêu cực sẽ gây ra cảm giác không thoải mái, do đó cần phải học cách suy nghĩ theo hướng tích cực để có một tinh thần khỏe mạnh. Cô bác có thể học cách sống lạc quan hơn từ các loại sách báo tâm lý hay là trò chuyện với các chuyên gia để có được những lời khuyên hữu ích nhất đấy nhé. Bên cạnh đó, cô bác chúng ta cũng hãy nên tập thiền mỗi ngày hoặc ít nhất là 5 lần một tuần. Có rất nhiều những kiểu thiền có lợi cho sức khỏe, do đó hãy tìm hiểu cách thiền mà cô bác hứng thú nhất. Thiền định có tác dụng đáng kể đến tâm lý con người. Một tinh thần điềm tĩnh sẽ khiến cho cơ thể khỏe mạnh hơn. Thiền có thể được hiểu là một bài tập giúp thúc đẩy, khuyến khích trạng thái nhận thức và tập trung cao độ ở con người. Ngoài ra, theo các chuyên gia về tâm lý, thiền cũng là một phương pháp giúp thay đổi nhận thức cũng như hành vi, tư duy con người theo hướng tích cực, lạc quan. Sau đó, ngồi thiền là một bài thuốc vô cùng hữu hiệu trong việc điều trị và duy trì sức khỏe tâm lý cho mỗi người. Theo một nghiên cứu khác sử dụng một hình thức thiền tổng quát, những người ngồi thiền có mức độ cortisol thấp hơn, một loại hormone liên quan đến căng thẳng về thể chất và cảm xúc, giúp điều hòa nhịp thở cũng như giúp tâm trạng thư thái, giảm áp lực trong công việc, cuộc sống. Từ đó giúp ích cho tình trạng máu lưu thông trong cơ thể, khiến cho huyết áp không bị tăng.
Một câu trả lời khác cho vấn đề ngồi thiền có tác dụng gì? Đó chính là ngồi thiền giúp cho quý vị cô bác ngủ ngon hơn. Ngồi thiền hàng ngày sẽ giúp cho quý vị có một giấc ngủ ngon hơn. Ngủ rất là quan trọng vì nó giúp cho cơ thể của mình có thời gian tự phục hồi sửa chữa. Học thiền còn giúp tâm trạng chúng ta được thư thái, tránh được sự mệt mỏi căng cơ và còn được hòa mình vào thiên nhiên nữa. Phải nói là thiền định có rất là nhiều tác dụng. Chính vì vậy, quý vị cô bác không nên bỏ qua bộ môn hữu ích này đâu ạ. Còn nếu như cô bác không biết thiền hoặc bắt đầu từ đâu thì chúng ta hãy lên YouTube xem. Có rất nhiều người dạy thiền miễn phí đó ạ. Mong rằng là từ hôm nay quý vị chúng ta sẽ thiền nhiều hơn để tâm cô bác được tĩnh hơn cũng như từ đó sức khỏe của chúng ta được cải thiện hơn. Thưa quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị cô bác đã dành thời gian và chú ý lắng nghe hết video này. Chúc quý vị sẽ luôn luôn có một sức khỏe tốt, luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.